Thưa bà con và quý khán giả, kiểm soát cỏ và lúa cỏ ở thời điểm nào sẽ hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chính được đề cập trong tiết mục Sinh Thông tin Nông nghiệp kỳ này, mở đầu như thường lệ là thông tin dự báo sâu bệnh. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại đáng chú ý trong tuần qua ở các tỉnh phía Nam. Trên cây lúa, bệnh đạo ôn, bệnh đạo ôn lá, toàn dung có gần 1.400 hectare lúa bị nhiễm bệnh, giảm 857 hectare so với tuần trước tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 tới 15%, phân bố ở các tỉnh như Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, An Giang. Bệnh đạo ôn cổ bông, toàn dùng có 9.200 hecta nhiễm bệnh, tăng 2.229 hecta so với tuần trước, tỷ lệ bệnh từ 5 tới 8%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp. Bệnh lem lép hạt toàn dùng có hơn 11.800 hecta lúa bị nhiễm bệnh, tăng gần 2.500 hecta so với thường trước, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 tới 15 Bệnh xuất hiện ở các tỉnh bạc liêu, đồng tháp, sóc trăng, hậu giang, an giang, long an. Sâu cuốn lá nhỏ, diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ toàn dùng 1.259 hecta, giảm 237 hecta so với tuần trước. Mật số sâu phổ biến từ 10 tới 25 con trên 1 mét vuông. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện phổ biến tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bà rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long. Đề nghị, trên cây lúa, rầy phổ biến tuổi 2, tuổi 3 xuất hiện với mật số phổ biến từ 750 tới 2.000 con trên 1 mét vuông. Khuyến cáo bà con thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy trên đồng để có biện pháp quản lý kịp thời. Các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa hè thu năm 2022 cần chú ý theo dõi tình hình đề rào đèn tại địa phương để xuống giống né rầy đạt hiệu quả mưa rào tập trung vào chiều tối và đêm tạo ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại trên lúa phát triển lây lan chú ý bệnh đạo ung lá bạc lá vi khuẩn trên lúa giai đoạn để nhánh tới làm đồng bệnh lem lép hạt đạo ung cổ bông trên lúa giai đoạn tụ chín Thưa bà con, gần đây cỏ dại và lúa cỏ gây thiệt hại nặng đến năng suất lúa. Vậy, quản lý cỏ dại và lúa cỏ ở thời điểm nào là hiệu quả? Và cần lưu ý gì trong quá trình kiểm soát dịch hại này? Cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta Việt Nam sẽ có những lưu ý sau. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý bà con, thì yeah bà con nông dân chúng ta đang bước vào sản xuất vụ hè thu thì tình hình đầu vụ hè thu thì cái nền nhiệt độ lúc nào nó cũng cao cho nên là việc quản lý cỏ đặc biệt đó là lúa cỏ nó nó sức là hiện mấy vụ gần đây rất là nhiều thì bà con sẽ gặp rất là nhiều khó khăn thì để quản lý tốt cỏ đặc biệt đó là lúa cỏ thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là bà con phải làm sao cho mặt đất mặt ruộng của mình nó bằng phẳng cái thứ hai đó là cái sự quản lý nước của mình phải tương đối tốt và cái thứ ba À, về phía công ty Sisenta thì có một cái sản phẩm cũng rất là nổi, cũng một cái sản phẩm cũng rất rất được nhiều bà con ưa chuộng à, để quản lý à, cỏ và lúa cỏ đó là cái sản phẩm Sofit 300 EC. Thì à, với cái Sofit này, à, bà con nông dân sử dụng cái liều lượng đó là một lít trên một hectare. À, và thời gian sử dụng Sofit nó cũng rất là linh hoạt. À, bà con có thể là à, phun tóe trước từ 1 đến 3 ngày trước xạ hoặc là mình có thể phun từ 1 đến 3 ngày sau xạ và để tăng cái hiệu quả diệt cỏ thì sau khi phun sofit từ 1 đến 2 ngày thì chúng ta nên đưa nước vào, để thứ nhất là lấy ngót cho cây lúa, thứ hai nữa đó là giữ ẩm cho trên đất thì lúc này cái hiệu quả diệt cỏ nó sẽ cao hơn. À, ngoài ra bước vào vụ hè thu này thì công ty Sinenta cũng rất vui mừng à, mang đến cho bà con một cái sự lựa chọn mới, một cái à, sản phẩm diệt cỏ à, đặc biệt đó, bà con hay gọi là thuốc diệt cỏ cây thì à, với cái sản phẩm đó là Solito 320 oc Thì với sản phẩm Solito này, thời gian sử dụng của bà con cũng rất là linh hoạt. Chúng ta có thể sử dụng phun trên đồng ruộng khi lúa từ 5 đến 10 ngày sau xạ. và để quản lý tốt cái cỏ. Thì sau khi phun Solito từ 1 tới 2 ngày, bà con có thể đưa nước vào đồng ruộng để có thể là giữ ẩm cho đất và góp phần là gia tăng cái hiệu quả diệt cỏ hơn thì liều lượng sử dụng của solito được khuyến cáo là từ 1 lít trên 1 hecta và solito có thể giúp cho bà con nông dân chúng ta quản lý được tốt những cái nhóm cỏ trên đồng ruộng như là cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vật và các nhóm cỏ lá rộng khác ở cái tình hình đầu vụ này thì ngoài cỏ và lúa cỏ thì tôi nghĩ những cái dịch hại quan trọng khác ví dụ như là rầy nâu và bọ trĩ bà con nông dân chúng ta cũng không nên bỏ qua thì để quản lý tốt hai cái dịch hại này thì về phía công ty Sincenta có một cái sản phẩm cũng rất quen thuộc đối với bà con nông dân chúng ta đó là cái sản phẩm Ruse thì Ruse cũng rất linh hoạt trong quá trình sử dụng bà con có thể ngâm cũng được hoặc là mình có thể là trộn giống cũng được và liều lượng để khi sử dụng rô đó là 10 cc cho 20 kg giống khi sử dụng rô thì cây lúa của mình sẽ được bảo vệ khỏi những cái tác nhân gây hại như là rầy nâu vù lập Rầy nâu và bọ chỉ từ 7 tới 21 ngày qua đó thì nhờ đó thì giúp cho cây lúa chúng ta khỏe ngay từ đầu. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm của bà con nông dân khi sử dụng ru xe thì người ta thấy rằng cây mạ có sự phát triển rất là tốt về bộ rễ cũng như là sự phát triển về cái đồng điều. Ngoài ra thì nhờ cái sự được bảo vệ ngay từ đầu đó thì cây lúa nó đẻ tròi rất là tốt và nhờ vậy chồi cái và tròi con nó cũng gần bằng nhau từ đó thì góp tới phần à, gia tăng cái số bông trên mét vuông sau này góp phần hình thành lên năng suất thì à, góp phần gia tăng thêm năng suất thì à, tôi hy vọng với những cái chia sẻ của tôi sẽ giúp cho bà con nông dân chúng ta có một cái sự khởi đầu cho vụ hè thu thắng lợi.